sát sanh panati tránh sát sanh là một trong ngũ giới vì thế nó rất quen thuộc với phật tử tuy nhiên nó cũng cần phải được nói thêm để mọi người hiểu từ pali trỏ sát sanh là panati pata pana có nghĩa là một hữu tình chúng sanh hay sự sống ati là rất nhanh và pata có nghĩa là làm cho cái gì đó rơi xuống. Vì thế dịch theo từng chữ thì panatipata có nghĩa là cắt đứt sự sống một cách sớm hơn. Như trong trường hợp của không bạo hành, tránh sát sanh cũng được đức Phật đề cập đến trên năm phương diện của nó. Phương diện đoạn giảm. Những người không thực hành lối sống đoạn giảm đưa đến sự diệt trừ của các phiền não chắc chắn sẽ không do dự khi làm chuyện sát sanh. Tuy thế, họ lại là những người thực sự sợ chết. Đức Phật thường nhấn mạnh cho chúng ta nhớ rằng mọi chúng sanh đều biết tham sống và sợ chết hoặc sợ hiểm nguy. Tất nhiên điều này không áp dụng cho các bậc A-la-hán và các bậc thánh ở giai đoạn bất lai, anagami. Nhưng dù sao thì các bậc thánh này cũng chỉ rất ít. Luật rừng ngự trị ở khắp mọi nơi trên thế giới, do bản năng tự tồn mà thú lớn ăn thịt thú bé. Điều này là một sự thật đối với những con vật ở trên đất liền cũng như dưới biển. Như Đức Phật nói, trong thế giới loài vật, việc ăn thịt đồng loại với giá của kẻ yếu là việc phổ biến. Nhưng về phương diện này, con vật không đến nỗi tàn ác như con người. Vì con người ăn rất nhiều loài thú vật, kể cả những con chim nhỏ bé bay trên trời và những con cá voi lớn ở ngoài biển khơi. Sát sanh và bảo vệ bản thân mình bằng sự hy sinh của các chúng sanh khác quả thật là điều hết sức bất công. Tuy nhiên những người sát sanh vì bảo vệ sự sống của mình lại là những người rất sợ chết họ sợ bị người khác giết sợ bị các loài thú dữ như cọp beo sư tử hay mãn xà ăn thịt có lần một nhóm thợ sang người mỹ đã cố gắng đánh bắt những con rồng trên một hòn đảo ở indonesia rồng là con vật to lớn hơn người nhóm đi sang này đã bắn chết hoặc đặt bẫy để bắt sống chúng. Thình lình một con rồng ào đến tấn công một người phụ nữ trong nhóm. Người phụ nữ này rất hoảng sợ và chỉ kịp thoát thân trong gan tất nhờ một người trong nhóm đã nhanh tay bắn chết con rồng đúng lúc. Điều này cho thấy con người ta sợ chết như thế nào dù họ luôn sát hại những chúng sanh khác một cách độc ác. Vì thế theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta nên tránh sát sanh, hay nói cách khác, chúng ta nên chấp nhận việc thực hành lối sống đoạn giảm để giúp làm giảm nhẹ loại phiền não sát sanh này. Đây là phương diện đoạn giảm. Sallekha vara. Khởi tâm không sát sanh. Cũng như trong trường hợp của không bạo hành, chúng ta phải ghi nhớ trong tâm bốn phương diện khác của không sát sanh. Thứ nhất, chúng ta nên trao dồi những ý nghĩ hay khởi tâm nghĩ đến việc không sát sanh. Chitupa Dawara, phương diện khởi tâm và đi theo con đường không sát sanh để tránh con đường sát sanh, phương diện tránh né. Kế tiếp, chúng ta có phương diện hướng thượng của không sát sanh. Sát sanh là một ác nghiệp sẽ dẫn người ta đến những cảnh giới thấp, hoặc tái sanh trong những giai cấp cùng đinh thấp hèn của nhân loại. Một số người đạt được sự thành công và giàu có với giá phải trả bằng sinh mạng của người khác. Nhưng rồi sự thành công của họ cũng chết yểu. Họ chắc chắn sẽ phải chịu khổ đau trong vòng luân hồi này. Ngược lại, không sát sanh dẫn đến sự an ổn và hạnh phúc trong những cảnh giới cao hơn của sự hiện hữu. Những người tránh sát sanh sẽ không quay lui trở lại những cảnh giới thấp. Vì thế chúng ta hãy thực hiện sự tiến bộ tâm linh của chúng ta bằng pháp không sát sanh. Cuối cùng chúng ta có phương diện dập tắt của không sát sanh, một phương diện góp phần vào sự diệt của các phiền não. Thiền định và không sát sanh Thật ra, sự tránh sát sanh chỉ là việc hành giới, một giai đoạn tu tập căn bản trước khi hành thiền. Và như vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao nó được mô tả như cao hơn thiền định? Chana. Theo các bạn chú giải, trước khi Đạo Phật xuất hiện, thiền định là Pháp đang được thịnh hành. Và như vậy, rõ ràng chúng không đưa đến những chứng đắc tâm linh cao hơn và niết bàn. Trái lại, không bạo hành và không sát sanh đã nhận được lực đẩy từ Đạo Phật như một phần của con đường đưa đến giải thoát viên mãn. Chính vì thế mà người Phật tử chú trọng đến việc thực hành đoạn giảm hơn. Kinh điển Pali khi nói đến niềm tin chung trong những giá trị tinh thần cao của thiền thường ám chỉ một số vị tỳ kheo trong giáo pháp này, Sasana, đó là trong giáo pháp của Đức Phật. Dĩ nhiên điều này muốn nói tới các vị tỳ kheo và cả những hành giả Phật tử không có pháp hành đoạn giảm nếu vị ấy trở nên quá tự tin và tự mãn với các thiền chứng của họ theo ý kiến của tôi sự tự mãn do chứng thiền không hợp với tiến bộ tâm linh thực sự nó cũng không ngang bằng với việc thực hành đoạn giảm vốn đưa đến sự đoạn diệt hoàn toàn Samucheda Pahana của các phiền não. Tôi đã trích dẫn những trường hợp của trưởng lão Mahanaga và Chulasumana. Hai vị sư đã cống hiến cả đời mình cho việc thực hành thiền định và nhầm lẫn cho đó là trí siêu thế trong suốt 60 năm do sự tự tin của họ. Tuy nhiên nếu không có những hướng dẫn của A-la-hán Thamadina, những nỗ lực và ước nguyện của họ có lẽ đã trở thành vô ích giống như những nỗ lực của các vị đạo sĩ Alara và Uddaka thời Đức Phật vậy. Vì thế, từ quan điểm của Đạo Phật không nên lầm lẫn việc chứng thiền với việc thực hành đoạn giảm. Trong tu tập đoạn giảm, người ta phải vượt qua điều ác bằng giới định tuệ hay bằng thiền minh sát nghĩa là chúng ta phải dựa vào giới để diệt những phiền não thô của thân và khẩu như sát sanh trộm cắp nói dối nói lời thô ác vân vân còn về những ý nghĩ ác chúng ta phải ngăn chúng bằng định chúng ta có thể phát triển định lực qua các bài tập chú tâm trên kasina vòng tròn đất nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân. Hay bằng cách gắn chặt tâm trên hơi thở vô ra hoặc an trú tâm trong bậc thiền. Tập trung trên hơi thở có thể kéo dài 5 hay 10 phút. Chứng thiền có thể kéo dài 1 hay 2 giờ. Và trong những trạng thái tâm thiền này, những ý nghĩ bất thiện bị loại trừ nhưng chinh phục phiền não bằng định như vậy chỉ có tính cách tạm thời tập trung liên tục trên tính chất đáng nhòm gớm của các nội tạng trong cơ thể sẽ tạo cho người hành thiền cảm giác nhàm chán đối với cái đẹp của người nam hay người nữ nhưng một khi vị ấy ngưng quán vị ấy sẽ bị dính mắt vào các trần cảnh trở lại nói cách khác định chỉ cung cấp một loại thuốc giải độc tạm thời cho các phiền não, chứ không diệt vĩnh viễn. Thiền minh sát, biện pháp cứu chữa vĩnh viễn Chỉ có thiền minh sát Vipassana mới giúp chúng ta vượt qua các phiền não vĩnh viễn khi người hành thiền quan sát các đối tượng giác quan như cảnh sắc, âm thanh, vân vân một cách chăm chú, người ấy thấy chúng và cả tâm quan sát diệt một cách liên tục. Không có gì thường hằng được thấy, không có một ấn tượng về cảnh sắc hay âm thanh nào lưu lại trong tâm vị ấy. Vì ấy không bị ô nhiễm bởi tham hay sân liên quan đến cái thấy hay nghe đó. Cũng không có sự hồi nhớ lại bất kỳ sự kiện nào đưa đến phiền não vì cảm giác dễ chịu hay khó chịu liên quan đến các đối tượng giác quan xuất hiện không rõ ràng vào sát na thấy hay nghe và tính chất vô thường của mỗi đối tượng cũng như tâm nhận thức không để lại chỗ trống cho những xu hướng bất thiện. Sự quan sát liên tục là yếu tố cần thiết vì người hành thiền không thể chinh phục được phiền não xuất phát từ các đối tượng giác quan thoát khỏi sự quan sát hay chú ý của người ấy. Quan sát liên tục và sự hoàn thiện của minh sát trí xảy ra sau đó sẽ đưa hành giả đến chỗ tiếp xúc với niết bàn trên đạo lộ của bậc thánh. Một sự soi sáng như vậy sẽ nhổ bật gốc các phiền não tương ứng. Ở giai đoạn nhập lưu, Sotapati ngã kiến hay thân kiến và hoài nghi bị dập tắt. Người hành thiền không còn phạm vào những điều ác như sát sanh, trộm cắp, vân vân. Có khuynh hướng đưa người ấy xuống các cõi khổ. Thật sự ra, ở giai đoạn này, vị ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự chi phối của tham và sân. Do đó vị ấy vẫn còn thích thú với những đối tượng khả lạc và phật ý với những gì không vừa lòng. Nhưng tham và sân ấy không đủ xấu xa và nguy hiểm khiến cho vị ấy phải sát sanh hay trộm cắp. Đây là cách chinh phục phiền não bằng trí tuệ minh sát. Thực hành đoạn giảm, đòi hỏi phải có sự chinh phục hoàn toàn này. Một số người hành thiền trở nên tự mãn khi đắc các bậc thiền. Sự tập trung trên hơi thở vô, ra hoặc trên bất kỳ đối tượng nào khác thường đưa đến tình trạng đơ cứng của toàn thân và rơi vào sự quên lãng hoàn toàn. Trạng thái tâm này được gọi là nhập thiền, do trong tâm không có trí minh sát về danh, nama và sắc, rupa, không có sự phân biệt giữa danh và sắc và bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng, nên trạng thái này chỉ là định sâu. Sau đó, người hành thiền có thể có những sai sót nghiêm trọng về đạo đức và để lộ nhân cách đích thực của mình ra. Điều này là do định tự nó không thể dập tắt các phiền não. Để diệt hoàn toàn các phiền não, chúng ta cần phải có trí tuệ minh sát dẫn đến sự tiếp xúc với Niết Bàn. Sự diệt hoàn toàn của các phiền não chỉ được tin chất khi chúng ta thấy rằng chúng ta không thể sát sanh, trộm cắp, vân vân Dưới bất cứ hoàn cảnh nào, nếu chúng ta còn có thể phạm vào tội sát sanh, dưới những hoàn cảnh nào, dù hoàn cảnh ấy có đáng thông cảm chăng nữa, thì có thể nói một cách chắc chắn rằng sự thực hành đoạn giảm của chúng ta vẫn không hoàn hảo. hành động sát sanh. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét những yếu tố cấu thành hành động sát sanh theo quan điểm luân lý Phật giáo. Một hành động được gọi là sát sanh phải có những yếu tố cần thiết sau Một, đối tượng phải là một hữu tình chúng sanh có thức tánh. Hai, phải có sự hay biết rằng đó là một hữu tình chúng sanh. Ba người làm hành động phải có ý định giết, 4. phải có nỗ lực để giết hay gây ra cái chết như đánh, chặt, chém v.v. năm nỗ lực này phải đưa đến sự hủy diệt mạng sống của chúng sanh ấy. Nếu thiếu bất kỳ một yếu tố nào trong những yếu tố này, hành động ấy hoàn toàn không thể gọi là một hành động sát sanh. Sự hủy diệt cây cỏ bị nhầm lẫn cho là các vật hữu tình, không tạo thành hành động sát sanh. Dĩ nhiên, việc làm ấy vẫn là việc làm bất thiện, bởi vì nó bị thúc đẩy bởi ác ý hay tâm sân, nhưng nó sẽ không tạo ra quả nghiệp ác đáng nói nào. Sự hủy diệt một chúng sanh mà bạn lầm tưởng đó là một vật vô tình, cũng không phải là một hành động sát sanh vì không có ý định giết một hành động nào đó của bạn ngẫu nhiên dẫn đến cái chết của một hữu tình chúng sanh cũng không có quả nghiệp gì nhiều vì đó là một hành động không có chủ tâm chẳng hạn bạn là một người giữ giới cẩn thận khi bị một con kiến cắn bạn sẽ phủi nó đi nhưng nếu hành động của bạn vô tình dẫn đến cái chết của con kiến ấy nó sẽ không có quả nghiệp vì hành động đó không có tư hay chủ ý giết giả sử bốn điều kiện đầu có mặt nhưng chủ thể thất bại trong việc gây ra cái chết của nạn nhân hay nói khác hơn hành động ấy không tạo ra cái chết cho nạn nhân đó là một hành động bất thiện tính nghiêm trọng của nó trên phương diện nghiệp lực tùy thuộc vào giá trị sống của nạn nhân Nếu nạn nhân chết như kết quả của nỗ lực giết của bạn, đó là một hành động sát sanh không khác. Và bạn sẽ phải trả giá cho hành động ấy theo địa vị của nạn nhân trong thế gian. Nếu tư hay chủ ý của người giết yếu, quả nghiệp sẽ nhỏ. Nếu tư mạnh, quả của nó sẽ lớn. Hơn nữa, cường độ của quả nghiệp còn được quyết định bởi tâm trạng căng thẳng và khẩn trương trong nỗ lực giết cũng như bởi nhân cách của nạn nhân bảo người khác giết một hành động sát sanh không chỉ có quả nghiệp khi tự tay bạn giết mà cả khi bạn xúi dục người khác giết nữa nếu bạn bày tỏ những dấu hiệu cho thấy ước muốn tạo ra cái chết của một chúng sanh thì đó cũng là một hành động sát săn về phần bạn điều này hết sức quan trọng và những bà nội trợ cần phải nhớ người ta nói rằng ở những quầy bán cá ngoài chợ cá thường được giữ cho còn sống và chỉ bị đập chết khi có khách hàng yêu cầu nếu mua cá đã được những người bán cá làm sẵn, có thể không tạo ra bất kỳ quả nghiệp nào. Nhưng quay lưng khi thấy cá còn sống và chỉ mua sau đó khi nó đã được làm cho chết cũng không làm cho bạn ít tội hơn trên phương diện nghiệp lực. Vì thế bạn cần phải lưu ý khi đi mua sắm ở chợ. Ăn thịt cá đối với vị tỳ kheo một vị tỳ kheo phải tránh ăn ba loại thịt đó là thịt con vật mà vị ấy thấy người ta giết với ý định để làm bữa ăn cho vị ấy thịt con vật mà vị ấy biết đã được giết cho vị ấy ăn và thịt con vật khiến vị ấy săn nghi không biết có phải đã được tác ý dành cho vị ấy hay không. Trong những ngôi làng không có người bán thịt, món cà ri gà mà người cư sĩ dâng cho một vị sư khách là đáng nghi. Sẽ không thích hợp cho vị tỳ kheo để ăn món thịt ấy, trừ phi vị ấy có thể dứt trừ được sự nghi ngờ của mình. Ăn ba loại thịt đáng nghi vừa nói, Mặc dù không phải là một hành động tạo nghiệp sát sanh, nhưng theo luật thì đó là một điều xấu và tạo thành một giới tội. Theo đạo chen người ăn thịt của một con vật mà họ biết đã được giết cho bữa ăn của mình sẽ phải gánh một nửa quả nghiệp sát sanh. Quan niệm này không được chia sẻ bởi đạo Phật. Nhưng ăn mà biết rằng con vật đã được giết cho mình ăn, chứng tỏ không có lòng bi mẫn và có thể dẫn đến những hành động sát sanh thêm nữa cho người đó. Vì thế sẽ là không thích hợp cho một vị tỳ kheo để ăn bất kỳ loại thịt nào, khiến vị ấy nghi ngờ rằng con vật đã bị giết để cung cấp thức ăn cho vị ấy hoặc cho vị tỳ kheo khác hay cho tăng chúng nói chung người ta nói rằng các vị sư tích lan xem việc ăn trứng là không thích hợp. Điều này có lý, vì khi những quả trứng được cúng dường như thức ăn, chúng phải được luộc hay chiên cho họ. Đó là nhân sanh nghi ngờ, mặc dù vị tỳ kheo không thấy hay nghe điều gì khiến vị ấy phải hoài nghi. Có những loại trứng như trứng được bảo quản trong dung dịch muối hay vôi và trứng luộc bán ở chợ cũng vậy. Người ta có thể ăn một cách vô tội. Có những loại trứng không thể nở mà nhiều người cho là không có sự sống. Có điều tôi vẫn hoài nghi về quan niệm này. Có những quả trứng có thể chứa một hữu tình chúng sanh mà nghiệp lực đã ấn định phải chết ở giai đoạn phôi thai vì nghiệp lực của một số chúng sanh thực sự rất lạ lùng một số thù thai trong những tảng đá và bị ép lại khi ở trong một nơi chật hẹp như vậy chúng sanh ấy sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ và người ta tự hỏi ác nghiệp gì đã ấn định cho họ phải chịu số phận khủng khiếp này có lẽ cũng có những sinh vật bạc mệnh như vậy trong những quả trứng không nở. Tuy nhiên, chúng ta có thể cho rằng những người ăn trứng với ý nghĩ chúng không có sự sống vẫn không có tội trên phương diện nghiệp lực vì thiếu hai yếu tố cần thiết, đó là dấu hiệu của sự sống và ý định gây ra cái chết. Đại ăn tập thể trong các dịp lễ hội ở một số vùng cũng cần xét lại ở một số vùng không có người bán thịt do đó nếu người ta muốn đãi thịt thịt đó phải được đặt trước vì thế đáng tiếc thay người thí chủ cố gắng bòn phước bằng việc bố thí hay cúng dường phải gánh ít nhất một phần trách nhiệm trên phương diện nghiệp lực đối với sự giết thú này câu hỏi cũng được đặt ra là không biết các vị sư có ăn món thịt cúng dường trong các dịp lễ ấy hay không. Nghe nói rằng, ở một số ngôi làng, người ta còn đem cả heo tới chùa để giết đêm trước lễ hội nữa. Tất nhiên điều này là hoàn toàn không phải phép. Khoảng 30 năm trước, một vị sư bạn của tôi sống ở một ngôi chùa làng đã phải phản kháng dữ dội hành động này. Lại nữa, chúng ta phải cân nhắc kỹ xem có thích hợp chăng việc các vị sư ăn đan bút. Specially prepared rice with meat Loại cơm được nấu một cách đặc biệt với thịt do các nhà hàng mang đến. Loại thức ăn như vậy, chúng tôi thấy có vấn đề bởi vì có thể một số con vật đã bị giết đặc biệt cho dịp lễ hội ấy. Vì thế cách tốt nhất để bảo đảm phù hợp nghiêm ngặt với giới, không sát sanh, là tránh ăn thịt. Nếu chúng ta không phải là những người ăn chay, chúng ta phải rất thận trọng về việc ăn uống của chúng ta để giữ cho mình không bị ô nhiễm bởi bất kỳ một hành động sát sanh nào. Cách tốt nhất để nhổ bật gốc tham muốn sát sanh là quan sát các hiện tượng phát sanh từ các căn. Thông thường những người không thận trọng, cảnh giác sẽ dễ khởi lên ước muốn hủy diệt những ai xúc phạm đến họ. Nhưng đối với người hành thiền, luôn luôn cảnh giác, nhận thức rõ tính chất vô thường, khổ và vô ngã của mọi hiện tượng. Sẽ không thấy hay nghe những điều chướng tai gai mắt huống nữa là có ước muốn hủy diệt nó. Bị một con kiến cắn, người ác ý và không chánh niệm sẽ giết con kiến liền. Người có giới đè nén ước muốn giết và sẽ nhẹ nhàng phủi nó đi. Những vị hành giả có chánh niệm sẽ hay biết cái đau và ghi nhận sự sanh và diệt của nó. Do ghi nhận như vậy, vị ấy sẽ không khởi lên ác ý nói gì đến ước muốn giết. Như vậy, tâm của vị ấy không thể bị những ý nghĩ bất thiện tấn công và vị ấy luôn luôn được thoát khỏi phiền não sát sanh. Quả nghiệp của sát sanh Đức Phật đã chỉ rõ những quả nghiệp của sát sanh và không sát sanh trong câu trả lời của Ngài cho câu hỏi của thanh niên Su Pháp về sự bất bình đẳng của con người. Có những nguyên nhân khác nhau cho những bất bình đẳng này. Chúng ta có thể giải thích nó theo những gì chúng ta quan sát về ảnh hưởng của các yếu tố di truyền và môi trường xung quanh như thức ăn, vân vân. Nhưng ngay cả một số cặp sinh đôi giống hệt nhau cũng không có cùng tuổi thọ và vì thế việc quan sát sự sống tự nó cũng không quyết định được những vấn đề khác biệt giữa con người. Kế tiếp, chúng ta phải xét đến hai cách giải thích không liên quan gì đến các dữ kiện dựa trên kinh nghiệm. Một là sự giả định về đấng sáng tạo thế gian và hai là quy luật nhân quả hay nghiệp cam mắt Theo quan niệm đầu tiên, thế gian và tất cả con người đều do Thượng Đế hay Đấng Phạm Thiên tạo ra. Niềm tin nơi Đấng Sáng Tạo xuất hiện khá lâu trước khi Đạo Phật có mặt và được đề cập trong kinh Ba Lê, ba Cát của trường Bộ Kinh. Những người tin nơi đấng sáng tạo cho rằng sự đoán thọ hay trường thọ của con người đã được đấng sáng tạo đình trước những đứa bé chết non nhưng người ta sẽ khó mà trả lời câu hỏi tại sao có một số đứa bé phải chết non sau khi chào đời những đứa bé bạc mệnh này được thấy giữa mọi người bất kể họ có tôn giáo hay không có tôn giáo mặc dù có những bác sĩ giỏi nhất và sự chăm sóc trẻ em được xem là tốt nhất các xã hội văn minh vẫn phải đương đầu với tình trạng tử vong ở tuổi còn thơ này nhiều phụ nữ với bản năng làm mẹ mãnh liệt đã dành hết tâm trí cho việc chăm sóc đứa con của mình tuy vậy đứa bé cũng không sống được lâu ngược lại một số phụ nữ ở thôn quê lại có rất nhiều con dù họ không chăm sóc chúng được mấy nếu chúng ta tin rằng việc đứa bé chết là hợp theo ý chúa hay thượng đế thử hỏi tại sao chúa lại rút ngắn tuổi thọ của một con người vô tội như vậy tại sao chúa lại khiến cho cha mẹ của đứa bé những người có đức tin và phụng thờ chúa phải chịu bất hạnh như vậy câu trả lời của đức phật theo đức phật người đàn ông hay đàn bà nào nhẫn tâm giết hại chúng sanh khác có thể phải đòa vào địa ngục ở đây người ấy sẽ phải chịu khổ trong hàng triệu năm nếu sau khi thoát khỏi địa ngục người ấy được tái sanh làm người mạng sống của họ sẽ tương đối ngắn Trong bài kinh này, Đức Phật chỉ nói đến khả năng người sát sanh có thể phải chịu khổ trong địa ngục. Tuy nhiên mọi người sát sanh đều không buộc phải như vậy sau khi chết. Một số người vẫn có thể được tái sanh trong cõi chư thiên hay nhân loại nhờ thiện nghiệp áp đảo của họ. Chẳng hạn, trong chuyện tiền thân Narada, có một viên tể tướng đã từng là người đồ tể trong kiếp trước. Mặc dù được tái sanh làm người có địa vị cao, nhưng đúng thời ông vẫn phải trả cho ác nghiệp của mình và chịu khổ trong địa ngục nhiều ngàn năm. Chúng ta có thể hiểu rằng, những người phạm tội sát sanh, nếu có tái sanh làm người, họ cũng không sống được lâu. Nếu thiện nghiệp của họ không đủ để bảo đảm sự tái sanh trong cõi nhân loại, họ sẽ sanh làm thú với thọ mạng ngắn ngủi và thường phải chết một cái chết dữ tợn. Như vậy, những con gà, con vịt bị giết thịt cho con người ăn và bò, heo, dê có chung một số phận như vậy. Các con vật ở biển sống được là nhờ ăn thịt những con yếu hơn nhưng rồi đến lượt chúng chúng cũng bị những loài vật mạnh hơn ăn thịt có thể nói những sinh vật có thọ mạng ngắn ngủi nhất thường là các côn trùng sống dựa trên những cây trồng chúng thường xuyên bị con người hủy diệt vì họ sợ một sự thiếu hụt lương thực trầm trọng thọ mạng ngắn ngủi trong thế giới loài vật này theo quan niệm của đạo phật phần lớn là do hành động sát sanh trong tiền kiếp của chúng mà ra trong thế giới loài người cũng vậy một số chết khi chưa sanh một số chết ngay sau khi sanh ra và một số chết chết lúc tuổi còn thơ một số chết trong những tai nạn một số bị giết chết và mạng sống của một số người bị cắt đứt bởi những căn bệnh khủng khiếp. Tất cả những cái chết yếu này có thể nói là do ác nghiệp sát sanh trong những kiếp quá khứ của họ. Chú giải có đề cập rất nhiều mẫu chuyện về quả nghiệp sát sanh. Một trong những câu chuyện ấy như sau. Vì giết một con cừu, Xưa có một vị hoàng tử ở Benare đã nguyện trước một vị thọ thần rằng nếu được làm vua, ông sẽ tế thần bằng máu của một trăm lẻ một vị vua và hoàng hậu của họ. Khi lời nguyện của ông được thành tựu, ông đã đi bắt tất cả các vị vua và hoàng hậu để chuẩn bị cho buổi lễ hiến tế. Hoàng hậu của vị vua trẻ nhất tên là tham madina nàng chỉ cung kính chồng mình chứ không cung kính vị vua kia khi bị vị vua kia la mắng nàng nói rằng sở dĩ nàng chỉ đảnh lễ chồng mình bởi vì người này từng là ân nhân của nàng sau đó nàng khóc và rồi lại cười khi vị vua hỏi lý do tại sao nàng có thái độ điên dại như vậy Nàng đã kể lại câu chuyện tiền kiếp của nàng Xưa lắm, trong một tiền kiếp trước của mình Nàng là một nữ gia chủ Một hôm, khi người chồng đang ngủ Bạn bè của anh ta đến chơi Nàng sai người tới gái của mình Đi chợ mua thịt về đại khách Vì không mua được thịt Nàng đã cắt cổ con cừu cái ở sau nhà mình làm thức ăn cho khách. Do ác nghiệp này, nàng phải chịu khổ trong hỏa ngục một thời gian dài. Và do món nợ ấy vẫn còn, mỗi kiếp sanh ra, nàng đều bị chặt đầu, và số lần bị chặt đầu nhiều như số lông trên thân con cừu. Nàng khóc vì nàng lấy làm tiếc cho đức vua. Do lễ hiến tế này, vua sẽ phải chịu khổ đau giống như nàng nàng cười vì nàng cảm thấy sung sướng với ý nghĩ rằng cái khổ mà nàng phải trả cho ác nghiệp giết cừu sắp hết đức vua bị chấn động mãnh liệt ông đã xin những người bị bắt tha thứ cho ông và thả họ ra chuyện tiền thân mata kafatat câu chuyện này khi ở tại kỳ viên bậc đạo sư đã kể về đồ ăn cúng người chết trong thời ấy nhiều người giết hại nhiều dê cừu để cúng đồ ăn cho người thân đã mệnh chung các tỳ kheo thấy họ làm như vậy hỏi bậc đạo sư bạch thế tôn nay nhiều người giết hại sanh mạng nhiều loại hữu tình để cúng đồ ăn cho người chết. Bạch Thế Tôn, ở đây có hạnh phúc, lợi ích nào không? Thế Tôn nói, cúng đồ ăn như vậy cho người chết, không có lợi ích gì. Khi đã sát sanh, làm sao có lợi ích được? Thở xưa, các bậc hiền trí, ngồi giữa hư không thuyết pháp, nói rõ nguy hại của tập tục này khiến toàn thể dân chúng ở cõi diêm phù đề bỏ hành động ấy. Nhưng nay bị sanh hữu tích lũy nên hành động ấy lại khởi lên. Nói vậy xong, Thế tôn kể câu chuyện quá khứ. Thỏa xưa, khi vua Pramadatta đang trị vì ở Ba La Nại, một bà La môn thông hiểu ba tập Vệ Đà. Một danh sư nổi tiếng bốn phương muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, cho bắt một con dê và bảo các đệ tử: "Này các con thân, hãy dẫn con dê này đến sông, tắm cho nó, đeo vòng hoa ở cổ nó, cho nó ăn lúa, độ nửa đấu, chải chuốt cho nó rồi đem nó lại đây." Các đệ tử vâng lời, dắt dê đến sông tắm cho nó, chạy chuốt cho nó, rồi để nó đứng trên bờ sông. Con dê ấy thấy được việc của mình đã làm từ đời trước, suy nghĩ, hôm nay ta sẽ được thoát đau khổ. Vì vậy nó cảm thấy sung sướng, cười lớn tiếng như đập bể cây ghè. Lại nghĩ, bà la môn này khi giết ta, sẽ chịu nỗi đau khổ của ta thuở trước nó khởi lòng thương hại người bà la môn và khóc lớn tiếng các thanh niên ấy hỏi nó này bạn bạn cười lớn tiếng rồi khóc lớn tiếng vì nhân gì bạn cười vì nhân gì bạn khóc hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ông họ đem con dê ấy đi và báo cáo cho thầy biết vì thầy nghe câu chuyện hỏi con dê này dê sao ngươi lại cười và sao ngươi lại khóc con dê nhờ trí biết được đời trước nhớ đến việc đã làm của mình và nói với bà La Môn này bà La Môn thở trước giống như ông Ta là một bà la môn học giỏi các chú thuật. Muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, ta đã giết một con dê để cúng dường. Vì giết chỉ một con dê, ta bị chém đầu trong 499 lần sống chết. Nay là lần thứ 500 sống chết cuối cùng của ta. Hôm nay ta sẽ thoát khỏi sự đau khổ ấy. Nghĩ vậy, ta cảm thấy sung sướng, do nhân duyên này, ta cười. Còn ta khóc, vì ta nghĩ rằng, chỉ vì giết một con dê, ta phải chịu khổ hình chặt đầu đến 500 lần. Hôm nay ta sẽ thoát khỏi cái khổ ấy, nhưng bà La Môn này, vì giết ta, sẽ như ta, chịu khổ hình chặt đầu trải 500 đời sống vì thương xót ông nên ta khóc này dê chớ sợ ta sẽ không giết ngươi này bà la môn ông nói gì thế dầu ông có giết ta hay không hôm nay ta cũng không thể thoát chết này dê chớ sợ ta sẽ bảo vệ ngươi sẽ cùng đi với ngươi này bà La Môn, nhỏ nhoi thay là sự bảo vệ của ông, và mạnh bảo thay là nghiệp ác ta làm. Vị bà La Môn thả con dê ra, nói với các đệ tử. Và cùng với các đệ tử, vị bà La Môn đi theo con vật. Con dê vừa được thả, vương cổ lên, đến bụi cỏ mọc sau lưng tảng đá ấy, và bắt đầu ăn lá cỏ liền khi ấy sét đánh trên lưng tảng đá ấy một mảng đá bị đánh vỡ rơi trên cổ con dê đang vươn ra và chặt đứt đầu nhiều người quy tụ lại xem lúc bấy giờ bồ tát sanh làm vị thân cây tại chỗ ấy với uy lực của vị thần bồ tát ngồi kiết già trên hư không trên đại chúng đang đứng nhìn và suy nghĩ những chúng sanh này nếu biết được kết quả của việc ác như vậy sẽ không làm ác nữa rồi với âm thanh dịu ngọt ngài thuyết pháp qua bài kệ nếu chúng sanh biết được sự này sanh đau khổ hữu tình sẽ không còn giết hại hữu tình nữa vì ai giết hữu tình sẽ phải sầu phải khổ như vậy bậc đại sĩ thuyết pháp khiến cho mọi người sợ hãi địa ngục và nhiều người nghe bài thuyết pháp ấy biết sợ hãi địa ngục nên từ bỏ sát sanh bồ tát thuyết pháp xong an trú quần chúng vào ngũ giới rồi về sau đi theo nghiệp của mình còn quần chúng an trú trong lời khuyên của Bồ Tát. Sau khi làm các phước đức như bố thí vân vân, được sanh lên thiên giới, làm tràn đầy thành phố chư thiên. Bậc Đạo Sư Thuyết Pháp Thoại này xong, kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận diện tiền thân như sau thời ấy ta là vị thần cây chuyện tiền thân này nói về một người bà la môn vì lợi ích của người chết đã làm lễ hiến tế súc vật theo những chỉ dẫn trong kinh vệ đà mataka phát tiếng pali có nghĩa là cúng đồ ăn cho người chết. Việc cúng đồ ăn cho người chết này đòi hỏi phải giết một con cừu và thực hiện đúng theo nghi lễ hiến tế. Do ác nghiệp đã làm, người bà la môn phải tái sanh làm cừu trong 500 kiếp và mỗi kiếp như vậy đều bị người ta chặt đầu. Người miến thường hay nói về 500 kiếp khổ cho một ác nghiệp có lẽ đã dựa trên câu chuyện tiền thân này. Vậy thì do nghiệp nhân gì khiến cho có nỗi đau khổ của các bậc cha mẹ đối với cái chết của đứa con đoạn thọ của họ? Từ quan điểm của Đạo Phật, điều này không khó hiểu. Có thể đoán chừng, trong một tiền kiếp nào đó, họ từng là cha mẹ của một kẻ sát sanh. Có lẽ, họ đã tán thành những điều con họ làm và vì vậy họ phải chịu bất hạnh trong kiếp sống hiện tại. Thiện nghiệp không sát sanh Theo Đức Phật, một người tránh sát sanh sẽ được hưởng sự trường thọ trong kiếp sống tương lai. Đây là những gì Đức Phật dạy trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt của Trung Bộ Kinh. Chú dạy Kutaka Pathak và Itikutaka cũng đề cập đến 32 lợi ích phát sanh cho những người tránh sát sanh. Trong số đó có sắc đẹp, sống lâu, sức khỏe, được quần chúng yêu mến. Có nhiều người theo hầu, không bị lo lắng và được gần gũi những người yêu mến. Những ai muốn được xinh đẹp trong những kiếp sống tương lai nên tránh sát sanh các bạn chú giải đề cập đến 8 đặc tính của sắc đẹp. Đó là không bị dị dạng, thân hình cân đối, đôi chân có hình dáng đẹp, duyên dáng, da mềm mại, thanh khiết, nét mặt tươi tắn và cách cư xử đứng đắn. Về sống lâu, theo chú giải có nghĩa là sống một cuộc sống trường thọ và chết một cách tự nhiên, tức không chết bởi tay của những kẻ sát nhân sức khỏe bao gồm không bệnh hoạn, có đầy đủ sức mạnh và sự nhanh nhẹn, được nhiều người yêu mến, nghĩa là được những người khác yêu thích. Vì thế, một người tránh sát sanh sẽ có rất nhiều người theo hầu. Không lo lắng là một quả nghiệp khác mà người ta có thể được hưởng trong kiếp sống tương lai. Nếu không sát sanh, Mọi người ai cũng muốn sống một cuộc sống thảnh thơi, không có những lo lắng, nhưng làm thế nào để sống được như vậy? Cách tốt nhất để vượt qua lo lắng là hãy sống một cuộc sống đạo đức và thường xuyên thực hành thiền tứ niệm xứ hay thiền minh sát. Đây là lối sống mà những người hành thiền tại trung tâm thiền này thực lòng theo đuổi, vì như Đức Phật nói nó là bức tường duy nhất có thể ngăn được sầu ưu và lo lắng. Quả thiện nghiệp khác là không bị chia lìa với những người mình yêu mến như vợ, con, vân vân Và với những của cải đã đạt được, một lợi ích ngang bằng khác là quả nghiệp thiện dưới hình thức có nhiều người hầu hạ trong suốt cuộc đời. Vì thế nếu chúng ta muốn được bảo đảm không bị chia lìa với những người mình yêu mến, với những kẻ hầu người hạ và tài sản của chúng ta trong kiếp sống tương lai, chúng ta nên tránh sát sanh. Quả nghiệp thiện nữa của không sát sanh là có những đức tính can đảm, ngay thẳng, không sợ hãi và luôn luôn sống an ổn. Như vậy, chúng ta có 32 lợi ích của không sát sanh theo chú giải. Đối với những quả nghiệp ác của sát sanh, điều này rất dễ thấy vì chúng chỉ là đối nghịch của những lợi ích vừa đề cập, chẳng hạn như xấu xí, đoản thọ, bệnh tật, vân vân. Ngày của Phật, từ khi Đức Phật nhập niết bàn đến nay, đã 2.514 năm hay 2.555 năm nếu tính tới 2012. Vì Đức Phật nhập diệt ở tuổi 80, nên hôm nay là lễ kỷ niệm lần thứ 2594 ngày sanh của Ngài. Thái tử Sĩ Đạt Đa là con của Đức Vua Tịnh Phạn Sutodana và hoàng hậu Ma Gia. Năm 16 tuổi, Ngài cứ công chúa Gia Du Đà La, Gia và trải qua cuộc đời giữa những xa hoa của một vị hoàng tử. Năm 29, Ngài từ bỏ hoàng cung và trở thành một vị sa môn đi tìm chân lý giải thoát. Già, bệnh và chết là những điều không ai thích nên hiến mình cho công cuộc đi tìm phương cách để chinh phục những bất hạnh này, quả thật là một khát vọng cao quý. Những người có trí ở mọi thời đại đã và đang làm việc vì hạnh phúc của nhân loại, chẳng hạn như trong lĩnh vực nghiên cứu y khoa. Trong vô lượng kiếp sống, đức Bồ Tát đã cố gắng mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Trong số những tai họa phủ vây cuộc sống của con người, tồi tệ nhất có lẽ là già, bệnh và chết. Vì thế ngài đã khởi sự đi tìm con đường để chinh phục những tai họa này. Năm ấy, ngài vừa 29 tuổi, cái tuổi thường được xem như vẫn còn trong độ tuổi thanh xuân của cuộc đời ngày nay một số người ở tuổi này vẫn còn là sinh viên đang cố gắng để kiếm lấy mảnh bằng đại học chứ chưa thể làm được một công việc gì xứng đáng đức bồ tát sau khi từ bỏ vợ con và của cải thế gian của mình đã trở thành một sa môn năm 29 tuổi. Có thể nói, sự kiện xuất gia của Đức Bồ Tát đã làm chấn động mọi người, nhất là những người trong thời đại của chúng ta, vì quả thực nó là điều không thể nghĩ bàn đối với họ. Suốt 6 năm trường, Đức Bồ Tát đã thực hành các pháp môn khổ hạnh như đè nén hơi thở, nhịn ăn, vân vân. Nhưng sau đó, ngài nhận ra việc tự hành xác ấy không phải là con đường đưa đến giác ngộ. Vì thế ngài đã từ bỏ nó và đi theo con đường trung đạo và cuối cùng trở thành một vị Phật. Nhận ra sự vô ích của khổ hạnh, ngài đã ăn uống trở lại, thực hành pháp niệm hơi thở và đắc thiền định. Sau đó, vào đêm rằm tháng tư, sau khi thọ dụng món cơm sữa của nàng Sujata, ngài đi đến ngồi dưới cội cây bồ đề tại Buddha-gaya. Đức Bồ Tát đã trải tám bó cỏ do một người cắt cỏ dân cúng dưới gốc cây bồ đề. Thời ấy, các vị Sa môn thường có thói quen sửa soạn chỗ ngồi hoặc nằm cho mình bằng những bó cỏ như vậy. Tại đây, Đức Bồ Tát đã quyết định ngồi kiết già cho đến khi nào đạt được sự giác ngộ. Ngay lúc ấy, Ma Vương đi đến để quấy nhiễu ngài. Ma Vương không thích bất kỳ ai thực hành pháp và thành tựu sự giải thoát cả. Chúng ta nhớ ngài Đức Bồ Tát từ bỏ hoàng cung để xuất gia, Ma Vương đã cố thuyết phục Ngài trở về nhà. Do không thuyết phục được, từ đó trở đi, y đã kiên trì đi theo hoàng tử và trong chừng nhất cử nhất động của Ngài để tìm lỗi. Giờ đây, y vô cùng chấn động với sự quyết định của hoàng tử. Y không muốn thấy cảnh hoàng tử trở thành một vị Phật. Cảnh Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên và loài người, cũng như cảnh những người đang dưới quyền kiểm soát của Y được giải thoát. Mà vương không thể giữ thái độ dưỡng dưng được nữa trước sự quyết tâm của hoàng tử. Mà vương có uy quyền trong sáu cõi trời dục giới, vì thế Y đã triệu tập tất cả chư thiên và ma quỷ dưới quyền của Y lại với những bộ dàn khủng khiếp và các loại vũ khí khác nhau lũ thiên ma ùng ùng kéo đến và hô vang những tiếng kêu xung trận đinh tai nhức óc riêng ma vương cởi trên lưng một thất tượng lớn mỗi tay trong số ngàn tay của y đều cầm một loại vũ khí xong đến đức bồ tát chúng đã cố gắng hết sức để khiến cho đức bồ tát sợ hãi nhưng hoàn toàn thất bại đức bồ tát vẫn ngồi an nhiên bất động chứng kiến điều này ma vương bảo đức bồ tát phải rời khỏi bồ đoàn chỗ ngồi dưới cội bồ đề vì nó chính là do những hoạt động từ thiện của y mà có trong khi đó đám binh ma của y hỗ trợ bằng một tiếng gầm lớn giống như trời long đất lở ma vương lúc đó thách thức đức bồ tát đưa ra bằng chứng về thiện nghiệp của ngài không một ai bên cạnh để hỗ trợ đức bồ tát vì khi những đội binh của ma vương đến đây đế thích phạm thiên và long vương đều đã bỏ đi tuy nhiên đức bồ tát không bị khuất phục ngài cầu khẩn quả đất vốn đã từng chứng kiến những hành động bố thí của ngài khi còn là vua Wessantara. Ngay lúc ấy, quả đất chấn động theo nhiều cách khác nhau, như thể một người đã từng chứng thực những hành động bố thí của Đức Bồ Tát trong tiền kiếp của Ngài. Sau sự chấn động dữ dội của quả đất, ma vương và đám bộ hạ của y mất hết cả bình tĩnh và bỏ chạy tán loạt. Có thể nói, đó là một trận động đất lạ thường đến nỗi những rung chấn của nó đã tác động đến bầu khí quyển và khiến cho ma vương và đám thuộc hạ của y phải khủng khiếp bỏ chạy và điều này là do các ba la mật của đức bồ tát vệ tuy thế không có tai nạn nào xảy ra chỉ do sợ hãi mà chúng thiên ma tháo chạy mà thôi là những điều đáng ghi nhớ vì những người phỉ bán Phật pháp thường nói rằng do lời cầu khẩn của đức Bồ Tát mà Vasundari vị chư thiên cai quản quả đất hay địa mẫu đã làm cho ma vương và thuộc hạ của y bị nhấn chìm trong một trận hồng thủy và điều này cho thấy sự thiếu từ bi của đức Bồ Tát nhưng câu chuyện ấy hoàn toàn vô lý và người ta không tìm thấy nhân vật Vasundari hay địa mẫu ở đâu trong văn học thường tọa bộ Thê-ra-hoa-đáp? Lại nữa, có một câu hỏi khác do những người kiến thức nghèo nàn nêu lên. Tại sao Đức Bồ Tát lại dính mắt quá nhiều vào chỗ ngồi như vậy? Chắc chắn rồi, lẽ ra sẽ không có gì phiền phức nếu Ngài nhường nó cho ma vương. Nhưng phải hiểu rằng, Ma Vương đến với đội binh ma của y không phải vì muốn chỗ ngồi ấy, mà vì y đã không ngăn cản được nỗ lực thành Phật của đức Bồ Tát mà thôi. Mỗi vị Bồ Tát đều chỉ đắc toàn giác dưới cội Bồ Đề. Nếu ngài từ bỏ chỗ ngồi của mình, ngài sẽ phá vỡ lời cam kết ngồi kiết già cho đến khi đạt đến giác ngộ của mình. Và như vậy, Ma Vương kể như đã giành được chiến thắng. Thật sự ra vấn đề không phải là chỗ ngồi mà chính yếu là chánh tinh tấn và tinh tấn chân chánh sẽ đưa đến sự giác ngộ dù ở bất cứ chỗ nào. Nhưng ma vương đã nguyện sẽ quấy nhiễu đức Bồ Tát dù cho ngài có ở bất cứ nơi đâu. Và vì thế, nhờ trung thành với quyết tâm của mình và cầu khẩn quả địa cầu mà đức bồ tát đã giành được chiến thắng sau khi chiến thắng ma vương đức bồ tát nhập vào bậc thiền mà ngài đã đạt đến và trong canh đầu ngài đã đắc túc mạng minh nhờ đó ngài có thể nhớ được tất cả các tiền kiếp của mình ngài nhớ lại kiếp sống làm thiên tử setaketu trong cõi trời đau xuất nơi đây Ngài đã thọ hưởng thiên lạc trong hàng triệu năm. Lùi thêm nữa, Ngài nhớ đến kiếp là vua Vesantara và trong kiếp đó, Ngài đã tu tập hành bố thí như thế nào. Theo cách như vậy, Ngài nhớ đến các tiền kiếp của mình xa đến tận kiếp làm đạo sĩ Sumetha khi được nghe lời thọ ký của Đức Phật Nhiên Đăng về Phật quả tiềm tàng của Ngài. Trí nhớ các tiền kiếp túc mạng minh này không phải là trí siêu thế mà là trí hiệp thế và như vậy nó có thể đắt được bởi những đạo sĩ ngoài Phật giáo. Tuy nhiên, một số vị chỉ có thể nhớ được vài tiền kiếp và có số tối đa của các kiếp sống mà họ có thể nhớ là 40 đại kiếp. Còn đối với các vị đệ tử Phật, túc mạng trí này có nghĩa là khả năng nhớ các tiền kiếp vượt qua thời gian tầm của nó có thể từ một vài chu kỳ thế gian như trong trường hợp của các vị đại đệ tử riêng đức phật tầm nhớ của ngài không giới hạn ngài không những có thể nhớ được các tiền kiếp của mình mà còn nhớ được rất nhiều tiền kiếp của các chúng sanh khác Ba chắc khúc Thiên Nhãn Minh Trong canh giữa Đó là giữa 10 giờ tối Và 2 giờ sáng Đức Phật Đắc Thiên Nhãn Minh Hay Thiên Nhãn Trí ba chắc khúc Thực tế thì Thiên Nhãn Minh Mạnh hơn Thiên Nhãn Con mắt của Chư Thiên Vì nó có thể thấy những vật Mà Thiên Nhãn không thấy Thiên Nhãn Minh khiến cho các vật ngoài tầm của mắt thường như những vật cực nhỏ, những vật khuất sau bức tường, những vật ở xa, các cõi địa ngục, cõi chư thiên và cõi phạm thiên trở nên có thể thấy được. Tuy nhiên trí này cũng không phải là trí siêu thế. Những hành giả ngoài Phật giáo có thể đắc được nó, nhưng nó vẫn không đủ để làm cho họ thành thánh nhân hay bậc A-la-hán đức bồ tát vẫn chưa thành phật khi ngài đắc trí này hay nói khác hơn ngài vẫn còn là một hành giả phàm phu khi đắc thiên nhãn minh không giống như thiên nhãn của những người có thần thông khác nét đặc biệt của thiên nhãn mà đức bồ tát đắc là khả năng thấy vô tận vũ trụ bao la này của nó người ta nói rằng nhờ những kính thiên văn cực mạnh các nhà khoa học hiện đại đã khám phá ra hàng triệu thái dương hệ và họ tin rằng có thể còn có nhiều thái dương hệ nữa nằm ngoài tầm kính thiên văn của họ nhưng mọi vật đều có thể thấy được đối với thiên nhãn của đức bồ tát ngài có thể thấy được tất cả những hành tinh chung quanh mặt trời và mọi thứ mà với kính thiên văn của các nhà khoa học không thể thấy được trên đó vì thế với thiên nhãn đức bồ tát đã thấy các chúng sanh phải tái sanh theo nghiệp của họ như thế nào ngài thấy những người có thiện nghiệp được tái sanh trong các cõi cao và những người có ác nghiệp bị tái sanh trong các cõi thấp có thể nói một loại trí biết rõ vòng tái sanh luân hồi như vậy quả thực rất có lợi và làm cho người ta phải biết sợ hãi nhân quả. Duyên sanh Kế tiếp, trong canh cuối, Đức Bồ Tát đã quán chuỗi duyên sanh. Paticca samuppada Căn bản của pháp quán này có thể được tóm tắt như sau. Tại sao có già và chết? Chính do có sự hiện hữu mới, tái sanh. Tại sao có sự hiện hữu mới? Do có hành nghiệp, Sankhara. Tại sao có những hành nghiệp này? Do chấp thủ, Upadana, và vân vân. Chấp thủ là do tham ái, Tăng Nha. Ái xuất phát từ thọ, Vedana. Thọ do xúc, Phasa làm duyên. Trong khi xúc Phát sanh từ sáu căn hay lục nhập Ayatana. Lục nhập có nguồn gốc của nó trong danh và sắc Nama Rupa. Và danh sắc này có gốc ở thức vi nhân nát. Thức do danh sắc làm duyên và ngược lại. Vì thế có sự hiện hữu mới cùng với già, chết và sự tan hoại không ngừng. Đức Bồ Tát cũng suy xét về lý duyên sanh dưới dạng nhân quả như thức sinh ra danh sắc danh sắc sinh ra lục nhập và vân vân ngài nhìn cuộc sống như một tiến trình nhân duyên quả báo của khổ như vậy rồi ngài suy xét trên sự việc nối tiếp nhau của những mắt xích tạo thành bánh xe sanh tử luân hồi này không có sự khôi phục của hiện hữu hay không có tái sanh sẽ không có già và chết không có thức sẽ không có danh và sắc và vân vân hành thiền để có tuệ giác sau khi suy xét sâu xa trên lý duyên sanh như vậy đức bồ tát đã chuyển sang hành thiền minh sát vipassana phawana để đắc chứng lậu tận minh Asawakhaya nhân hay A-la-hán thánh quả và sự giác ngộ tối thượng Asawakhaya nhân hay lậu tận trí được gọi như vậy là vì nó đưa đến sự diệt hoàn toàn của tất cả lậu hoặc Vipassana có nghĩa là pháp quán sự sanh và diệt của mọi hiện tượng và tính chất vô thường khổ và vô ngã của năm thủ uẩn upadana khantha tức năm uẩn tạo thành đối tượng của sự chấp thủ người ta thường xem thân là thường hằng và đồng nhất với cái thân mà họ có ấy như một đứa con họ nghĩ thân này là tôi thân này là của tôi sở dĩ con người chấp thủ vào thân vật lý là vì ngã kiến cho thân này là tôi và tham ái cho thân này là của tôi. Ngã kiến và tham ái, đi thi và tăng nha này đã tạo thành căn bản cho mọi chấp thủ. Thân người là sự tập hợp của những phân tử vật chất nhỏ li ti, mắt thường không thể thấy được. Ngay cả một cái lông mi cũng đã chứa đựng hàng triệu đơn vị vật chất. Xem xét một giọt máu dưới kính hiển vi sẽ cho thấy có tới cả 5 triệu tế bào. Những sự thật khoa học này hoàn toàn phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Mỗi trong muôn vàng tế bào ở trong thân lại còn chứa đựng vô số những phân tử thế thì làm thế nào bạn có thể đồng nhất thân người với cái tôi hay bản ngã được bạn cũng không thể nói bất cứ thứ gì trong đó là của bạn được hơn nữa các đơn vị vật chất nằm trong một dòng biến dịch không ngừng vì người ta nói rằng sự sanh và diệt của tâm xảy ra một tỷ lần trong một cái nháy mắt nên chúng ta có thể cho rằng các đơn vị vật chất sanh và diệt 50.000 triệu lần trong cùng thời gian ấy. Các nhà khoa học nói rằng sự sống của một nguyên tử chỉ kéo dài một phần triệu giây. Điều này gần như phù hợp với lời dạy của Đức Phật, vốn ước lượng con số những sát na của sự phân rã vật chất trong một cái nháy mắt là khoảng 50.000 triệu sát na. Do đó, thật là lầm lẫn để xem thân người này là thường lạc. Trong khi nó phân hủy nhanh chóng như vậy, để có một sự thấu thị vào tính chất vô thường, khổ và vô ngã của mọi vật chất, sắc, chúng ta cần phải hành thiền minh sát để thấy các pháp đúng như chúng là. Các đối tượng thuộc về tâm thủ uẩn là những đối tượng kết hợp với thọ, tưởng hành và thức vì mỗi trong các uẩn này có một sự chấp thủ tương ứng xuất phát từ vô minh và tham ái chính tôi cảm thọ cái này là cảm thọ của tôi chính tôi nhận thức cái này là trí nhớ của tôi chính tôi làm điều này cái này là ý định của tôi chính tôi biết cái này là là cái biết của tôi và vân vân. Để loại trừ chấp thủ, bạn phải quan sát liên tục mọi hiện tượng tâm hay danh pháp vào lúc thấy hay nghe. Khi định lực của bạn phát triển, bạn sẽ đi đến cái biết chính xác về bản chất của các hiện tượng tâm, vật lý. Sau đó bạn sẽ hay biết được sự sanh và diệt không ngừng của các hiện tượng. Lúc ấy, bạn sẽ nhận ra ba dấu hiệu nổi bật của chúng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Người bình thường sẽ nhận thức được như vậy. Riêng đối với đức Bồ Tát, minh sát trí giúp ngài thấy rõ bản chất của mọi hiện tượng tâm, vật lý trong toàn vũ trụ, cả bên trong lẫn bên ngoài. Giác ngộ khi quán sự sanh và diệt của năm uẩn, đức Bồ Tát đã phát triển minh sát trí theo tuần tự và đạt đến giai đoạn nhập lưu Sotapanna. Ở đây, ngài thấy niết bàn ở mức đạo quả. Ngài cũng thấy niết bàn lần thứ nhì ở giai đoạn Nhất Lai Sakadagami và lần thứ ba ở giai đoạn Bất Lai Anagami. Cuối cùng, với sự diệt hoàn toàn của các phiền não và chứng đắc a la hán thánh quả, ngài thấy niết bàn lần thứ tư và trở thành bậc toàn giác. Đối với các vị đệ tử của Đức Phật, a la hán thánh quả và sự chứng ngộ niết bàn chỉ có nghĩa là sự diệt tận của tất cả phiền não. Các vị thường không thoát khỏi những thói quen hay tập khí Vốn đã có lần đang xen với những phiền não của mình. Một số vị A La Hán không có bất kỳ một năng lực thần thông nào, một số chỉ có tam minh, đó là túc mạng minh. Qua đó, các vị có thể nhớ được các tiền kiếp, thiên nhãn minh, qua đó các vị có thể thấy các vật ở xa hay gần, lớn hay nhỏ. Và A La Hán thánh đạo trí bảo đảm sự diệt hoàn toàn của các phiền não một số vị đắc a la hán cùng với lục thông đó là khả năng tạo ra nhiều loại sự vật biến hóa thông khả năng nghe những âm thanh ở xa thiên nhĩ thông khả năng biết những gì người khác đang nghĩ tha tâm thông cộng với tam minh đã đề cập ở trước ngoài sáu loại thần thông đó ra một số vị A la hán còn có bốn loại trí phân tích hay tứ tuệ phân tích, nát Cho dù là vậy, các vị vẫn không thoát khỏi những tạp khí, tiền khiên tật và cũng không biết hết tất cả pháp. Chỉ có Đức Phật là người hoàn toàn thoát khỏi các phiền não và tiền khiên tật, Ngài biết tất cả pháp. Ngoài ra, Ngài còn có những thuộc tính của Phật quả. Vì thế theo các bạn chú giải, Thái tử sĩ Đạt Đa đã thành Phật ngay trước hừng đâm của Ngài Trăng Tròn tháng Tư. Thân vật lý của Đức Phật Với sự chứng đắc A-La-Hán thánh quả, Đức Phật cũng đã thành tựu toàn giác trí hay nhất thiết tri trí. Giúp Ngài có thể biết được mọi thứ bằng cách suy xét trên những gì ngài muốn biết kinh điển đã cho chúng ta biết đức phật có nhất thiết tri trí và các loại trí phi thường khác như thế nào nhưng điều đáng nói là kinh không đề cập đến bất cứ điều gì lạ thường về thân vật lý của đức phật đức phật chỉ phô bày nét đặc biệt phi thường của thân ngài ở tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ chúng ta biết sau khi đạt đến giác ngộ tuần lễ đầu ngài tiếp tục ngồi dưới cội bồ đề nhập vào trạng thái tịnh lạc của niết bàn suốt tuần lễ thứ hai ngài đứng nhìn không chớp mắt vào chỗ ngồi bồ đoàn của ngài ngài dành tuần lễ thứ ba để bước tới bước lui theo hướng đông tây trong tuần lễ thứ tư ngài suy nghĩ về pháp vi diệu a phi tham và khi Ngài suy xét đến bộ Patthana, Ngài có được cơ hội để vận dụng trí tuệ lên đến tột đỉnh của nó. Theo chú giải, lúc đó toàn thân của Đức Phật phát ra những tia hào quang sáu màu, đó là xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và sự rực chói sau tuần lễ thứ tư, Đức Phật dùng 7 ngày dưới gốc cây Achapala, 7 ngày khác dưới cây Kaji gần hồ Munchalinda, và 7 ngày khác dưới cây Linh Như vậy, Ngài đã trải qua 21 ngày trong thánh quả định Phalasamapati. Bài Pháp đầu tiên và bát Niết Bàn 50 ngày sau sự giác ngộ tối thượng, Đức Phật đã đi đến vườn Nai gần Benare và tại đây vào ngày trăng tròn tháng 6, Ngài thuyết bài Pháp đầu tiên, hay còn gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân, Thamma Chakka xúc Sutta, cho năm vị Kiều Trần Như, cùng các hàng Chư Thiên và Phạm Thiên. Sau đó, suốt 45 năm, Ngài đã lang thang khắp xứ sở để giảng Pháp, và đến năm 80 tuổi, Ngài nhập diệt tại vườn cây sala gần kusinara bằng chứng lịch sử sự mô tả trên về đức phật chỉ ra cho chúng ta thấy rằng ngài là một con người đích thực nhờ nỗ lực chân chánh mà trở thành bậc toàn giác hơn nữa còn có những ghi chép rõ ràng về danh tánh của cha mẹ ngài về xứ sở nơi chốn ngài đạt đến sự giác ngộ thuyết bài pháp đầu tiên nhập diệt và vân vân tất cả những sự kiện và ghi chép từ các nguồn khác nhau này tạo thành bối cảnh lịch sử về cuộc đời của đức phật những người có trí không đặt niềm tin vào bất cứ vị thầy nào mà nguồn gốc không rõ ràng họ chỉ bàn luận qua loa về người ấy như một vị chư thiên hay phạm thiên có quyền lực vậy thôi còn đối với đức phật nơi đảng sanh cha mẹ của ngài thì đều đã rõ vua a dục đã cho dựng những trụ đá để đánh dấu những di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời của đức phật đối với giáo pháp của ngài cũng thế chúng ta biết được ngài đã thuyết bài pháp đặc biệt ấy ở đâu và cho người nào. Hơn nữa, chúng ta còn có những xá lợi của Đức Phật hỗ trợ thêm vào tính chất lịch sử của Ngài và tính xác thực của giáo Pháp. Xá lợi của Đức Phật Trong suốt 45 năm, Đức Phật đã lang thang khắp vùng Trung Ấn Độ để thuyết giảng giáo Pháp. Trên tấm bản đồ thế giới vùng truyền giáo của ngài tương đối nhỏ và thời gian cũng ngắn vì thế con số những người được tiếp xúc với đức phật không lớn lắm cho nên đức phật muốn rằng sau khi ngài nhập diệt những xá lợi của ngài sẽ vỡ vụn ra để nhiều người sau khi thấy được xá lợi ấy sẽ khởi lên những thiện ý đúng theo ước nguyện của ngài sau khi hỏa thiêu lễ trà tì xá lợi đã bể vụn thành từng miếng nhỏ. Thông thường đối với các vị Phật xuất hiện ở thời kỳ mà tuổi thọ của con người lên đến cả ngàn năm, như Đức Phật Ca Diếp, Kassapa hoặc các vị Phật khác, chỉ một ngôi tháp duy nhất để an trí xá lợi. Nhưng trong trường hợp của Đức Phật Gotama của chúng ta thì do tuổi thọ của con người chỉ 100 năm nên để nhiều người có được cơ hội chiêm bái, xá lợi đã được an trí trong tám ngôi tháp. Người ta nói rằng thời vua A Dục có 84.000 ngôi tháp thờ xá lợi như vậy. Kích cỡ và màu sắc của xá lợi. Xá lợi của Đức Phật có những kích cỡ khác nhau, từ cỡ hạt đậu cho đến cỡ hạt cải xá lợi cũng có những màu khác nhau như vàng trắng chúng ta có thể xác định một vật thờ cúng của người phật tử có phải là xá lợi của đức phật hay không dựa trên những gì các bản chú giải nói về màu sắc kích cỡ của xá lợi như ở trên chúng tôi đã nói xá lợi của hai vị thượng thủ đệ tử của đức phật cũng như xá lợi của các vị a la hán khác chỉ là những miếng xương người bình thường mà thôi